Này, Hằng ơi, bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Làm cái gì? Tớ chưa làm. Xong làm đi, tí có kiểm tra thôi. Kiểm tra thì kiểm tra. Thì tớ biện lý do là được. Lo gì đâu. Bạn lúc nào cũng thế đấy. Kệ tớ. Bạn là gần như là học kém nhất lớp mình đấy nhá. Trời. Tớ làm hết rồi đây. Hằng Tuyết. Chuyện gì đấy? Cái gì mà như kiểu là ma đuổi đấy kìa. Tớ vừa nghe ở trên văn phòng, tớ nghe thấy cô giáo bảo là chuẩn bị gì nhỉ? Bầu lớp trưởng mới đây. Thế á? Bầu lớp trưởng á? Ừ. Thế cô bảo bầu ai chưa? Chưa, cô giáo đang họp ở trên đấy, mình chuyển nói qua thì thôi. Nên tớ về thông báo cho hai bạn luôn đấy. Không biết là lớp mình ai sẽ là lớp trưởng nhở? Tất nhiên là tớ rồi. Tớ thấy hai bạn có khi là có tương lai làm lớp trưởng hơn đấy. Tớ không thích được làm lớp trưởng lắm. Trời ơi, bạn thì làm lớp trưởng cái gì? Tớ thì tớ không thích làm lớp trưởng đâu, phức tạp lắm, mệt lắm. Nhưng mà tớ thấy bạn Hằng làm lớp trưởng cũng được, cũng tự tin này. Nhưng mỗi tôi là bạn học không giỏi. Lớp trưởng cần gì học giỏi đâu. Nhưng mà tóm lại như này này, cô giáo sẽ bầu ai xong rồi sẽ giơ tay biểu quyết. Ai mà nhiều phiếu hơn thì người đấy sẽ làm lớp trưởng. Thế à? Tớ đoán là thế thôi, nhưng mà chắc chắn là thế thôi. Năm nào chả thế. Thôi, bạn mà nhà nghèo á làm lớp trưởng cái gì? Tớ nhà giàu ấy mới xứng đáng làm lớp trưởng. Ôi bạn á bỏ cuộc đi. Thôi cứ để đến hôm đấy cô giáo xem là bầu ai, xem là ai nhiều phiếu hơn thì người đấy sẽ được. Đúng rồi đó. Bạn Hùng nói đúng đấy. Thôi hai bạn ngồi đây đi, tớ lại đi nghe thêm nhá. Ok. Có gì về bảo nhá. Ok. Chắc chắn mình sẽ là lớp trưởng rồi. Nghĩ đến là mình làm lớp trưởng, xong rồi các bạn ở trong lớp đều phải nghe lời mình, cung phụng mình. Mình rất sướng rồi. Không biết ai sẽ làm lớp trưởng nhở? Tất nhiên là tớ rồi. Bạn á, đừng có mơ mộng gì. Tớ chỉ hỏi thế thôi, chứ đâu có dám mơ đâu. Đấy là cô giáo bầu mà. Với cả các bạn bầu thế, ai có năng lực thì mới được chọn chứ. Hai. Nặng quá. Mãi chưa vào lớp mới nhỉ. Ôi, khăn quàng lại không có. Trời ơi, thế này thì cũng mà toang rồi. Gì đây, gì mà hoảng hốt thế? Tớ quên khăn quàng rồi. Ôi giời ơi, có quên khăn quàng thôi mà. Bạn quên à? Tớ mà là lớp trưởng á, tớ không ghi bạn đâu. Này, hôm đấy nhớ bầu cho tớ nha. Thế cũng được đấy nhở. Giời ơi, mấy cái khăn quàng á. Bạn lại không mang khăn quàng à? Thì hôm nay tớ quên thôi. Bạn mà cứ như thế là ảnh hưởng đến lớp đấy. Như thế sẽ bị trừ điểm đấy nhá. Trừ điểm của lớp có phải trừ điểm của bạn đâu mà bạn nói. Nhưng mà mình đều là thành viên ở trong lớp chứ. Thôi sao? Được. Được rồi, tí nữa tớ đi mượn khăn quàng là được. Này tớ bảo này, đừng có bầu cho bạn ấy làm lớp trưởng. Bạn ấy mà làm lớp trưởng á, tớ cá ngày nào bạn cũng bị ghi vào sổ đầu bài thì luôn. Chỉ cần bạn ấy thực hiện đúng quy định thì tớ ghi làm gì, đúng không? Chẳng qua là tớ muốn lớp mình mà ngày một tiến bộ, các bạn ai cũng có thành tích học tập tốt thôi mà. Này nha, nếu mà muốn người khác bầu cho mình á thì mình phải ấy ra. Chứ cái gì cũng khắt khe xong rồi ấy thế thì chắc là chả ai bầu đâu. Thôi. Chấm dứt ở đây, tớ đi chỗ khác đây. Tớ nghe thấy hai bạn, một bên thì nhẹ nhàng, một bên thì nói to quá, tớ đau hết đầu rồi. Trời ơi. Này nha, từ bỏ đi. Thì tớ không có tranh giành gì với bạn đâu. Biết thế thì tốt, rút lui đi. Bạn Hằng lúc nào cũng nói mình cái kiểu như là không thích mình vậy. Nhưng mà mình có tranh giành gì trước lớp trưởng đâu chứ. Hay, bạn Tuyết với bạn Hằng giờ cứ tranh nhau là lớp trưởng nhỉ, trả bù cho mình. Hưng ơi. Đi đây. Như này. Bạn muốn uống nước nào đúng không? Này, ăn kẹo đúng không? Đấy, xúc xích này, ăn vào. Từ mấy hôm nay á, bạn không cần phải đi mua đồ ăn vặt nữa đâu. Đồ ăn vặt á, cứ để tớ lo. Thế à? Thế tớ xin nhá. Cảm ơn. Ăn thoải mái luôn. Này, bạn có muốn ăn gì nữa không? Để tớ đi ra tớ mua cho. Thôi, ăn tạm thế này thôi chứ. Mời bạn ăn đi này, Không, tớ không ăn đâu, uống nước nhá. Nào, để tớ mở cho. Đây. Uống đi. Ăn bánh uống nước là ngon thật đấy. Thôi, để tớ đút cho. May quá sáng tớ chưa ăn gì. Thế à, hôm sau á, không cần phải ăn sáng ở nhà đâu. Nào, ăn. Đấy. Thêm. Úi giời ơi, đúng rồi, uống đi. Ngon đúng không? Ngon. Tất nhiên rồi. Này. Đấy, ăn nữa đi. Để cứ. Thấy tớ chu đáo chưa? Bạn là bạn của tớ tốt nhất đấy. Tất nhiên rồi. Cái gì cũng mua cho tớ luôn. Tốt thế này á mà người ta không bầu cho mình làm lớp trưởng thì cũng hơi phí đấy. Hôm sau á nhớ bầu cho tớ làm lớp trưởng nhá. Tớ biết rồi, nhưng phải đợi đến hôm đấy cô giáo thông báo đã chứ. Lại đợi nữa cơ. Bao giờ cô giáo bảo cả lớp?
Hôm nay cô sẽ bầu lớp trưởng nhá. Ai cô sẽ phiếu nào đấy thì tớ thì sẽ... bạn phải có cái một cái đối tượng làm lớp trưởng ở trong đầu rồi. Ok, tớ sẽ bầu bạn luôn. Ok bạn nhá. Này, thế ăn đi nhá. Nếu mà thiếu gì thì cứ bảo tớ nhá. Ok. Nè, tớ đi đây. Nhà bạn Hằng giàu làm lớp trưởng á, có khi mình ngày nào mình cũng được ăn sáng nhiều như thế. Ơi, ăn cái xúc xích nào. Ôi bạn Hùng. Bạn Tuyết đây à, ăn bánh kẹo không? Sao lại mua bao nhiêu đồ ăn vào lớp ăn như thế này? Cất đi sao đỏ mà thấy là ghi vào sổ đấy. Úi giời ơi, sao đỏ làm sao, có gì đâu mà sợ sao đỏ á. Sao lại không, bạn đang nha, không đeo khăn quàng đã bị sao đỏ ghi, sao được trừ điểm của lớp rồi đấy. Cất ngay đi. Ui, đây là toàn đồ của bạn Hằng cho đấy, đây bạn ăn đi này. Này, không, ăn đi. Không ăn đâu, bạn ăn Hằng đi. Cũng thế. Lớp mình đã có quy định là không được mua đồ ăn, không được mang đến lớp rồi. Thế mà các bạn vẫn cố ý thực hiện như thế. Bạn khó tính thế. Ê, sau mà cô giáo mà bầu lớp trưởng, tớ không bầu với bạn nữa. Thì bạn không bầu thì thôi thôi. Tớ thì thật ra tớ cũng muốn làm lớp trưởng, nhưng mà các bạn không bầu cho tớ vì chắc là thấy tớ không xứng đáng. Nhưng mà tớ cũng nghĩ rằng các bạn ở trong lớp này này, ai cũng thế thôi, sẽ bầu một người mà có thể giúp lớp á, ngày một đi lên rồi không các bạn thực hiện đúng quy định nữa. Thôi được rồi, tớ cất hết đi đây, được chưa? Cất đi, không là sao đỏ thối đấy. Trời ơi, thôi tớ ra ngoài tớ ăn đi. Này, ở ngoài cũng bị ghi mà. Chịu các bạn luôn đấy, mà Hằng nữa. Biết là sao đỏ đã hay ghi là còn mua bao nhiêu đồ ăn đem cho các bạn nữa chứ. Cố lên, cố lên. Đúng không bạn? Ôi, mệt quá kia ạ. Có 12 cái thôi. Nhưng mà mệt quá rồi, tớ không nhảy nữa đâu. Cố nhảy đi, bạn xem cái bụng của bạn giống như bà bầu rồi đấy. Thôi, nhảy cái này mệt lắm, trả bạn đi này. Nhưng mà mấy hôm nữa là mình thi thể dục là nhảy dây mà. Bạn không nhớ là lần trước bạn đã trượt rồi à? Ui giời, lần trước trượt đấy là đen đủi thôi. Chứ lần sau lại mà thi tớ may mắn kiểu gì phải được cả 100 cái. Tập luyện đi thì mới được 100 cái. Chứ cứ đứng ở đấy mà gào quá còn lâu. Đâu mới để được tập. Có 12 cái thôi. Tập đi. Nà, nhảy cao của chân. Ui giời. Ui giời ơi. Hùng, quá đây bạn ở đây đấy à? Bạn Tuyết đang bảo tớ nhảy đây đi không thì trượt thể dục đây này. Tớ với bạn Hằng, bạn Hùng đang tập thể dục nè. Này, bạn có nhảy không? Nhảy mệt lắm. Tập nhảy dây làm cái gì? Đừng có nhảy dây nữa. Con dây của tớ đi với. Tớ không nhảy dây nữa đâu. Đúng rồi đấy. Hôm nào thi thì cứ biết hôm đấy thi, biết đâu hôm đấy là tớ lại khỏe hơn, tớ lại nhảy giỏi hơn, là đỗ đạt luôn. Được mấy điểm thì được nhở. Đúng rồi. Tớ bảo đừng có nhảy dây nữa, vào đây á, tớ cho bạn cái này này. Cái gì đấy? Đi vào đây. Này, tập thể dục đã. Mà bạn Hằng bảo là cho bạn Hùng cái gì ấy nhở? Đi vào đây. Cái gì đây? Tớ có cái này này. Cái gì vừa hôm trước bạn cho tớ bao nhiêu bánh kẹo xong? Cái này á, không phải là bánh kẹo mà đảm bảo là bạn thích mê, thích mệt luôn. Cái gì? Tiền tiền tiền. Đấy. Ôi. Đó. Gì đấy? Cái gì đây mà trong hộp này bạn Hằng? Ủa giời ơi, bạn mở ra khác biết. Mở đi mở vào ra. Đấy. Đâu rồi xem nào. Cái gì đây? Đấy. Mở wow. ra đi. Đây là iPad đúng không? Wow. Đấy. iPad đây, cho bạn bóc siêu hẳn hai luôn. Ôi. Cái này cũng mà chơi game đã lắm nhở? Ôi, cái này tớ mơ ước từ lâu lắm rồi đây. Này nha, cái này bố mẹ tớ phải đặt hàng đây. Uầy, thế mà bạn cho tớ á? Thì tặng bạn thôi. Uầy. Tớ biết là bạn thích chơi game này, xong rồi chơi game ở trong cái điện thoại bé tí. Đúng rồi, bé tí mắt này luôn. Này chơi khó lắm, như cái iPad này để xa này cũng nhìn thấy luôn. Này, nếu mà lấy iPad chỉ để chơi game thôi, thứ nhất là ảnh hưởng đến học tập đấy, không tập trung học được đâu. Xong rồi chơi nhiều là bị ảnh hưởng mắt đấy không ạ? Ôi trời ơi, thì tớ chơi ở nhà rồi. Đến lớp mày tớ học, còn đâu ra chơi tớ lại chơi tiếp. Này ơi, nhá, có vấn đề gì đâu. Tớ cho bạn Hùng mà, bạn Hùng chưa nói thôi. Bạn nói nhiều thế nhở? Tớ cảm ơn bạn Hằng nha. Bây giờ các bạn ở lớp mình chỉ dùng iPad để học tập, học tiếng Anh này nọ thôi. Kệ, bọn tớ thích chơi đấy. Đấy, chơi game á. Bạn sẽ không tập trung học điều tớ bảo này không. Mọi người đang chơi cái game này hay này. Đấy, game tớ này tớ luôn chơi nhá. Nhưng mà chơi ở điện thoại bé lắm. Tải luôn nè. Hùng ơi Hùng, tớ cũng học mấy cái app tiếng Anh á, ở trên iPad này cũng được nè, hay bạn tải về. Học cái gì suốt ngày học. Tớ học ở lớp rồi, về nhà làm sao học nữa, về nhà phải giải trí chứ. Tớ cảm ơn bạn Hằng nha. Này. Đúng này, có người bạn có nhiều tiền có khác, mua hẳn cái iPad chơi game. Nhớ hôm nào bầu lớp trưởng, nhớ cho tớ một phiếu đấy nha. Ok luôn, nhất trí cho bạn một phiếu này, luôn. Tớ nghĩ là bạn nên bầu ai cảm thấy xứng đáng á. Ôi, rồi, tất nhiên rồi, là rồi. Tớ xứng đáng rồi. Đúng rồi, người bạn giàu mà. Chắc là
tớ không tặng cho bạn nên là bạn ghen tị đúng không? Không, chị họ tớ cũng có một cái nên mấy lần tớ mới học áp tiếng Anh trên đấy mà. Ôi, của tận chị cũng, họ. Tớ cũng sang xem ké được mà. Này, nếu như mà bạn bầu cho tớ á thì tớ có thể tặng bạn một cái đấy. Đấy đúng rồi. Thế thì bạn không cần phải làm lớp trưởng đâu, bầu cho bạn Hằng cái gì cũng được. Nó được cả cái iPad to như thế này bao nhiêu tiền đấy. Bạn Hằng học không giỏi. Với cả tớ thấy bạn cũng hay kiểu là thực hiện không đúng nội quy của lớp á. Giờ liên quan đến bạn mà làm lớp trưởng gương mẫu được. Kệ, tớ cứ được chức lớp trưởng là được. Ừ, đúng rồi, không ấy đâu. Học thì đến lớp mà học khắc học được hết. Yên tâm đi. Nhờ. Thôi. Đây, tớ chơi cái này cho bạn xem nha. Muốn cái gì nữa thì bảo với tớ nhá. Ok. Này Hùng. Sao? Sao đồ rắt tiền thế, bạn ấy đưa bạn cũng nhận thế? Thì bạn ấy cho tớ thì tớ chả nhận chứ. Ừ, bây giờ bạn đưa tận tay rồi chả nhẽ tớ không nhận. Bạn bảo là bạn cứ thích cái gì là bạn ấy mua cho hết. Chỉ cần bầu bạn ấy làm lớp trưởng thôi. Thế bạn định bầu bạn ấy làm lớp trưởng thật á? Thì bây giờ tớ nhận đồ ăn rồi, nhận đồ ăn iPad các kiểu rồi, chả nhẽ lại không bầu bạn đấy. Bạn ấy cũng chơi thân với tớ, bạn cũng chơi thân nhưng mà thôi, bạn đừng làm lớp trưởng nữa, bầu bạn Hằng đi. Thôi, tớ sẽ bầu ai xứng đáng. Ui giời ơi. Ai chà chà. Bây giờ lựa chọn ai làm lớp trưởng sao mà khó thế nhỉ? Bạn Hằng thì là bạn tốt của mình, ngày nào cũng mua đồ ăn này, xong rồi còn tặng cả mình iPad nữa. Còn bạn Tuyết thì đại học giỏi này, biết quản lý lớp. Trời ơi, sao mà khó chọn thế? Bây giờ mà chọn bạn Hằng, nếu bạn Hằng làm lớp trưởng mà quản lý lớp, suốt ngày cho đi ăn chơi xong rồi lại vào đi học muộn, xong quần áo thì mọc sao sọc sạch, thì làm sao mà lớp tiến bộ hơn được, làm sao mà học giỏi hơn được? Bạn Hằng với bạn Tuyết. À, mình có quyết định rồi. Bạn Hùng ơi, bầu tớ làm lớp trưởng đi. Đến lúc đấy á, điện thoại này, đồ quần áo này, đồ ăn này, tớ mua cho bạn hết luôn. Hùng không ơi, cần phải học giỏi đâu. Đừng nhá, đừng có bầu cho bạn Hằng. Bầu tớ đây này, tớ học giỏi, tớ sẽ giúp lớp của mình á ngày một tiến bộ hơn. Bạn Hằng có bạn Tuyết ơi. Gì đấy? Gì ấy? Tớ có quyết định bầu ai làm lớp trưởng rồi. Thế á? Ai? Bầu tớ đúng không? Bạn Hằng ơi, thật sự là tớ sẽ bầu cho bạn một phiếu làm lớp trưởng. Nhưng đấy, mà bạn phải học giỏi cơ. Đây là món quà bạn của nói bạn thế cho là tớ gì? Thì tớ gửi lại bạn. Bởi vì bây giờ bạn hối lộ tớ thế, xong rồi về sau này ở lớp mình không chả ai tiến bộ, mẹ lớp mình càng ngày càng đi xuống. Suốt ngày mua đồ ăn với lại mua đồ chơi cho chúng tớ thì có mà làm sao mà lớp mình tiến bộ hơn được, làm sao này, mà tớ học giỏi hơn được. Chẳng phải bạn thích iPad lắm à? Này cầm lấy đi, cầm lấy. Thích thì tớ thích thật đấy, nhưng mà thôi, việc học cứ học trước đã. Tớ sẽ bầu bạn Tuyết làm lớp trưởng. Thật á? Ừ, sao bạn lại bầu tớ? Vì bạn là người học giỏi này, sẽ quản lý lớp được chặt chẽ hơn này, sẽ hỗ trợ các bạn, sẽ những bạn yếu sẽ càng ngày càng học giỏi hơn nữa. Này nha, bạn Tuyết mà làm lớp trưởng á, bạn không có khăn quàng là bạn Tuyết đi ngay đấy. Nhưng mà tớ thực hiện đúng quy định của lớp mà. Nếu mà bạn Tuyết mà làm như thế thì có thể rèn cho tớ là ngày nào cứ sáng dậy ngủ dậy là phải có khăn quàng này, đúng phải rồi, đeo khăn quàng đầy đủ. Chứ còn đâu, nếu mà theo bạn suốt ngày đi ăn chơi xong rồi trốn học có mà bố mẹ tớ giềng cho một trận luôn. Này nha, bạn mà bầu bạn Tuyết làm lớp trưởng nhá, xong rồi không làm bài tập cũ là lại mách cô giáo đấy. Thế thì bạn ấy sẽ học được tính là phải làm bài tập về nhà đúng không? Đúng rồi. Thế trong nó đi thi mình tự thi được chứ. Đúng rồi. Chả nhẽ suốt ngày đi như thế này quay cóp như thế này sẽ bị bắt luôn. Không ổn đâu. Thế bạn không thích đồ ăn vặt nữa à? Không, tớ không thích ăn nữa đâu. Ăn nhiều đi sau răng bạn bị sâu đấy. Thôi tớ sẽ tớ trả bạn, tớ không chơi game mấy này, không đồ ăn ăn đồ ăn của bạn nữa đâu. Mà tớ thấy á, Hằng ơi, tớ thấy nếu mà bạn muốn làm lớp trưởng ấy thì đầu tiên này không phải là bạn phải nhà giàu đâu, mà đấy là bạn phải học tập tốt này, thực hiện đúng quy định của lớp, biết giúp đỡ các bạn này, đưa lớp mình mỗi ngày một tiến bộ hơn. Đúng như rồi. Thế các bạn mới bầu cho bạn cơ. Nhà bạn giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà bạn chăm học một tí đi, biết đâu sau này cô giáo lại bầu bạn lớp trưởng. Mà bạn, tớ thấy bạn mà học tốt lên thì tớ sẽ có một phiếu cho bạn luôn. Đói thấy chưa? Thôi, bạn bị bạn Tuyết bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi đấy. Tớ chả bỏ đấy, cái gì cả. Bây giờ nhà tớ giàu, nhà tớ có điều kiện, tớ thích gì cũng được mà, cần gì phải học giỏi đâu. Rồi, không bầu cho tớ thì thôi, sang năm tớ bảo bố tớ cho tớ làm lớp trưởng. Ôi giời, đấy, tớ nói hết lời rồi đấy, bảo bạn đấy là chăm học đi mà cũng cứ cậy nhà giàu xong đầu cứ thế này thế kia, đút nó các kiểu luôn. Thôi, may mà tớ nhận ra đấy.
kệ bạn ấy vậy, tại vì bạn ấy là con nhà giàu mà, đúng không? Nếu bạn ấy làm lớp trưởng thì bạn ấy sẽ làm lớp trưởng giàu, còn tớ mà làm lớp trưởng, tớ sẽ làm lớp trưởng nghèo. Nghèo nhưng mà phải giàu tri thức đấy, biết chưa? Tớ biết rồi. Ok.